chào các bạn, hôm nay mình thêm các bạn một sản phẩm là nho khô đen Unium Rice. Đây là cái hàng hồ đen nha các bạn, còn có loại hàng hoàng cũng có luôn. Để mua hàng nho hoàng hay khô là đen hay các bạn mua, hãy liên hệ bên dưới clip này có chia sẻ để lên được hàng nha. Và xin chào các bạn.